Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều nước kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án đối với Lê Văn Mạnh. Ngày 22 tháng 9, AFP tiếng Việt có bài Phái đoàn Liên minh châu Âu kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh. Theo đó, Phái đoàn Liên minh châu Âu EU cùng với đại sứ quán của Canada, Vương quốc Anh và Vương quốc Na Uy tại Việt Nam ra tuyên bố chung kêu gọi Hà Nội dừng thi hành án đối với ông Lê Văn Mạnh người bị kết án tử hình năm 2005 nhưng liên tục kêu oan. Tuyên bố được đưa ra trong ngày 21 tháng 9 là thời hạn chót Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu gia đình tử tù Lê Văn Mạnh đăng ký nhận xét người thân. Cho dù cơ quan này không ấn định thời điểm thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn bản tuyên bố chung này, trong đó có đoạn viết Chúng tôi cực lực phản đối việc áp dụng hình phạt tử hình trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh. Đây là một hình phạt tàn ác, vô nhân đạo, hạ thấp, nhân phẩm và không bao giờ có thể biện minh được. Đồng thời vận động Việt Nam hoãn thi hành án tất cả các án tử hình. Tuyên bố cũng nói hiện nay án tử hình đã được bãi bỏ trong luật pháp hoặc trên thực tiễn của hơn 2 phần 3 các quốc gia trên thế giới và ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình là xu hướng toàn cầu theo đó không có bằng chứng nào cho thấy hình phạt tử hình có tác dụng răng đe tội phạm hiệu quả hơn hình phạt tù tuyên bố chung cho rằng khi áp dụng án tử hình thì bất kỳ sai sót nào điều mà có thể xảy ra với mọi hệ thống pháp luật đều không thể đảo ngược các phái đoàn ngoại giao cũng cho biết sẽ tiếp tục tích cực nỗ lực việc thúc đẩy xu hướng chung hướng tới loại bỏ hình phạt tử hình và sẵn sàng hỗ trợ việt nam trên con đường tiến tới việc xóa bỏ này AFP cho biết, đây là tuyên bố chung thứ hai của EU và Anh Quốc, Na Uy và Canada về án tử hình tại Việt Nam trong 2 tháng gần đây. Cuối tháng trước, các quốc gia trên đã ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Việt Nam dừng thi hành án tử hình đó với Nguyễn Văn Trưởng, người cũng bị kết tội giết người trong một vụ án hình sự ở Hải Phòng năm 2007. Theo AFA, ngày 18 tháng 9, gia đình nhận được thông báo của tòa án về việc thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh. Kể từ hôm đó tới nay, mẹ của ông Mạnh là bà Nguyễn Thị Việt cùng những người thân trong gia đình đã ra Hà Nội kêu oan cho người tử tù sinh năm 1982. Hình ảnh mẹ và con trai tử tù Lê Văn Mạnh kêu an cho anh. AFA dẫn lời bà Việt cho biết bà đã đưa đơn đề nghị xem xét lại bản án tới văn phòng quốc hội và nhiều cơ quan trung ương khác. Bà nói, gia đình có nguyện vọng gặp mặt ban tiếp dân của chủ tịch nước để đề nghị xem xét lại bản án, xem xét lại hồ sơ vụ án của Lê Văn Mạnh, xét xử cho nó một cách minh bạch, đúng người, đúng tội. Qua 7 phiên tòa, vừa sơ thẩm, vừa phúc thẩm và giám đốc thẩm vẫn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào để gia đình tôi cảm thấy vụ án đó xử nghiêm minh. 7 phiên tòa đó đang còn nhiều ẩn khúc. AFA à, cũng cho biết trong ngày 21 tháng 9, văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ở Hà Nội đã gửi thỉnh nguyện thư tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với đề nghị người đứng đầu nhà nước ra quyết định tạm dừng, tạm đình chỉ việc thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh. Bức thư có đoạn, việc kết tội tại các bản án vốn còn chưa bảo đảm được sự chắc chắn sẽ cần phải được xem xét lại và do đó chúng tôi khẩn thiết đề nghị ngài ra quyết định tạm dừng, tạm đình chỉ việc thi hành án tử hình đối với bị cáo bị án Lê Văn Mạnh trong thời hạn rất ngắn ngủi còn lại bởi đó là điều cấp thiết đầu tiên và hiển nhiên cũng thuộc thẩm quyền ngay lập tức của ngài. Vẫn theo AFA, việc tử tù Lê Văn Mạnh kêu an với những sai sót trong tố tụng nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế bên cạnh hai trường hợp của hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Nhiều nước kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án đối với Lê Văn Mạnh Ngô Thị Tố Nhiên, chuyên gia môi trường thứ 6 bị bắt Ngày 20 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam bắt giam chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên vài ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Biden Bản tin VOA dẫn nguồn từ một hãng tin quốc tế cho biết Việt Nam vừa bắt giữ một chuyên gia năng lượng vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội và công bố nhiều sáng kiến chung, bao gồm cả việc bảo vệ nhân quyền. Hãng tin quốc tế dẫn thông tin từ The ATA Project hôm 20 tháng 9 cho biết trong một tuyên bố rằng Công an Hà Nội đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc điều hành sáng kiến chuyển đổi năng lượng Việt Nam, Việt SE, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh vào ngày 15 tháng 9. Chính quyền chưa đưa ra thông báo nào về việc bắt giữ và báo chí trong nước cũng chưa đưa tin về việc này. Chính phủ Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin quốc tế. Tuy nhiên, một người biết rõ sự việc đã xác nhận với hãng tin quốc tế rằng bà Nhiên đã bị giam giữ. Theo VOA, The ATA Project, dự án 88, cho biết thêm năm chuyên gia năng lượng và khí hậu khác hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Trong bối cảnh quốc gia do Cộng sản cai trị này đang đàm phán với các đối tác quốc tế để đẩy nhanh các chính sách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, hình ảnh bản tin trên VOA. Năm chuyên gia về năng lượng và khí hậu bị bắt trước đó đều bị khởi tố về tội trốn thuế là Thứ nhất, ông Đặng Đình Bách, 45 tuổi, từng là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền Vững, LPSD, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2021. Sau đó, ông Bách đã bị kết án 5 năm tù và ông không nhận tội khi ra tòa. Thứ hai là bà Nguyễn Thị Khanh, 47 tuổi, từng là giám đốc điều hành, đồng thời là người sáng lập Trung tâm Phát triển và Sáng tạo xanh Green ID tại Việt Nam. Bà Khanh cũng là điều phối viên vận động cho mạng lưới sông ngòi Việt Nam VRN. Năm 2018, bà Khanh đã giành được giải thưởng môi trường Goldman. Bà bị bắt vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, sau đó bị kết án 2 năm tù Tuy nhiên, bà đã được thả trước thời hạn vào ngày 12 tháng 5 vừa qua. Thứ ba, ông Mai Phan Lợi, 52 tuổi, nhà báo, cựu chủ tịch hội đồng khoa học trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng MEC, bị bắt ngày 2 tháng 7 năm 2021 và bị kết án 45 tháng tù. Ông Lợi mới được thả tự do trước hạn nhân dịp Tổng thống Biden thăm Việt Nam theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thứ tư là ông Bạch Hùng Dương, 48 tuổi, cựu giám đốc MEC bị bắt chung vụ với ông Mai Phan Lợi, bị kết án 27 tháng tù. Và thứ năm là bà Hoàng Thị Minh Hồng, 51 tuổi, là sáng lập viên kiêm giám đốc tổ chức Change, bị bắt ngày 21 tháng 6 năm 2023 và hiện đang bị tạm giam. Hình ảnh bà Ngô Thị Tố Nhiên trước khi bị bắt. VOA cho biết vào thời điểm giam giữ, bà Ngô Thị Tố Nhiên đang hợp tác với Văn phòng Việt Nam của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc để thực hiện đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, một cam kết trị giá 15,5 tỷ đô la của nhóm G7 và các nước khác nhằm giúp Việt Nam giảm sử dụng than. Ông Biden rời Việt Nam vào ngày 11 tháng 9 sau khi nâng cấp quan hệ ngoại giao và ký kết nhiều thỏa thuận với lãnh đạo Hà Nội. Ông Biden đã vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền cáo buộc ông gạt bỏ các vấn đề nhân quyền. Hôm 19 tháng 9, một hãng tin quốc tế đưa tin rằng như một phần của thỏa thuận, hai nhà hoạt động nhân quyền bị giam giữ đã được thả và hai người khác bị cấm xuất cảnh được phép định cư đến Hoa Kỳ. Vẫn theo VOA, tổ chức theo dõi nhân quyền SAW cho biết hồi đầu tháng này rằng trước chuyến thăm của ông Biden, Việt Nam giam giữ ít nhất 159 tù nhân chính trị và giam giữ 22 người khác. Ông Ben Swanton, tổng giám đốc dự án 88 cho biết Việc giam giữ bà Nhiên chứng tỏ chính phủ Việt Nam đang sử dụng tù nhân chính trị làm công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của các hãng tin quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Ngô Thị Tố Nhiên, chuyên gia môi trường thứ 6 bị bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d